Lời chứng của Mốt Phần thứ 12, Điều răng thứ hai của Satan Tội lỗi lập đi lập lại và điểm yếu cá nhân là thần tượng Chào mừng các bạn yêu quý, chúng tôi vẫn đang bật mí nội dung của cuộc họp 4 tháng diễn ra ở thiên đường thứ hai trong tháng phòng hình bầu dục Chúng tôi đang đối phó với 10 điều răng được tiết lộ bởi Lucifer Chúng tôi vẫn ở trong phòng họp hình bầu dục Lucifer di chuyển để công bố điều răng thứ hai và nói, chúng tôi sẽ làm việc trên những điểm yếu của cơ đốc nhân, và hắn gọi điều răng này là điểm yếu của cá nhân. Điều răng thứ hai của Đức Chúa Trời là trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Xuất Egypto ký 20 câu 3 Satan làm trái điều răng thứ hai này bằng cách đẩy cơ đốc nhân vào tội lỗi và sự yếu đuối dai dẳng của mình để tội lỗi và sự yếu đuối trở thành thần tượng và thần của anh ta. Đó là cơ sở của điều răng thứ hai của Satan về sự yếu đuối giai dẳng. Anh ta đang nói một cách tự tin và những con quỷ bao gồm cả con người đang theo dõi lời nói của anh ta với sự chú ý đáng kinh ngạc. Chúng tôi không có sự chú ý đến mức tôi đã nhìn thấy những con quỷ xuất hiện trong khi Lucifer đang giải quyết buổi họp mặt này. Khi tôi nhìn thấy mọi người ngủ trong nhà thờ trong khi tôi đang giảng, tôi rất đau lòng. Lucifer đang nói với vẻ kiêu ngạo và kiên quyết sau đó lucifer nói với những người tham gia hãy tổ chức lại bản thân để mỗi con người và mỗi cơ đốc nhân trên trái đất này có một điểm yếu sẽ là dây buộc hoặc liên kết với tôi lệnh từ lucifer đã rõ ràng mỗi người đàn ông trên trái đất này đều phải có một điểm yếu đặc biệt của riêng mình ma quỷ nói chúng tôi sẽ làm việc để các cơ đốc nhân có được sự yếu đuối của cá nhân và của họ và khi bạn đi cám dỗ họ bạn sẽ chỉ cám dỗ họ trong khu vực của sự yếu đuối của họ. Ma quỷ nói với những người tham gia, trước hết, bạn sẽ dành thời gian của mình để xác định xem liệu cơ đốc nhân được nhắm mục tiêu có điểm yếu hay không. Sau đó, bạn phải xác định điểm yếu của anh ta. Một khi bạn đã xác định rằng một tính đồ bị yếu ở một khía cạnh cụ thể của đời sống cơ đốc nhân của anh ấy, thì bạn có thể tiến hành cám dỗ anh ấy ngay tại nơi anh ấy yếu đuối và dễ bị tổn thương. Sau đó, Lucifer tiếp tục phát biểu trước khán phòng và nói, mỗi điểm yếu của những người theo đấng khác, Chúa Giêsu là một sự phản ánh bản chất của tôi. Bạn yêu quý, kẻ thù đã nói rõ rằng điểm yếu của một cơ đốc nhân là bản chất của anh ta. Chúng ta luôn nói rằng tất cả chúng ta đều có điểm yếu. Điều này có nghĩa là tất cả chúng ta đều có bản chất Lucifer hiển hiện trong chúng ta. Ma quỷ nói với các quỷ rằng, bất kỳ cơ đốc nhân nào có bản chất của tôi trong anh ta đều có liên hệ với tôi có sự ràng buộc và liên kết giữa anh ta với tôi và như bản chất của tôi ở trong anh ta anh ta sẽ hiển hiện trong khí cụ của chúng ta đặc biệt là trong gương của chúng ta ma quỷ nói như bản chất của hắn là trong các cơ đốc nhân họ sẽ được kết nối với hắn và chúng sẽ được nhìn thấy trong gương của hắn quỷ nói với quỷ của mình rằng các ngươi nhớ rằng ta đã cho các ngươi các tấm gương của ta trên thực tế, trước đây, ma quỷ đã phân phát những tấm gương cho những người tham gia cuộc tụ họp này và hắn nói với những con quỷ, trước khi các ngươi đi cám dỗ các môn đồ của đấng khác, Chúa Giêsu, trước tiên các ngươi phải kiểm tra lại gương mẫu suy nghĩ của họ và tính dễ bị tổn thương của họ thì bạn có thể tiếp tục. Bạn yêu quý điều này không có nghĩa là ma quỷ có thể nhìn thấy hoặc theo dõi những suy nghĩ của cơ đốc nhân nhưng những khuôn mẫu suy nghĩ tiêu cực của các tín đồ có thể được quan sát trong gương satan vì những suy nghĩ này là rung động tiêu cực tương thích với lucifer ma quỷ nhấn mạnh với các quỷ và nói các ngươi đừng cám dỗ cơ đốc nhân ở những khu vực khác ngoại trừ những nơi họ yếu đuối vì lĩnh vực hoặc khía cạnh đó trong cuộc sống của họ sẽ được hiển thị trong màn hình vì đó là bản chất của tôi ma quỷ lại nói các tín đồ đạo đấng Christ không nên bị cám dỗ, trừ khi có khả năng họ sẽ sa ngã. Lucifer ra lệnh cho ma quỷ chỉ tấn công các tín đồ ở những nơi họ sơ hở và yếu đuối. Sau đó, ma quỷ nói với các quỷ rằng, đây là mệnh lệnh. Khi bạn đi theo một cơ đốc nhân có điểm yếu, bạn phải ở trong nhóm một nghìn người. Khi một tín đồ yếu trong một lĩnh vực cụ thể, bạn sẽ đi theo người đó trong một nhóm một nghìn người và cám dỗ anh ta bạn phải ở trong một nghìn để đảm bảo rằng anh ta chắc chắn sẽ gục ngã. Tôi hiểu rằng con số này là cần thiết để đảm bảo rằng người tin Chúa sẽ rơi vào sự cám dỗ đó. Ma quỷ không muốn những con quỷ này thất bại. Sau đó, ma quỷ nói, trong trường hợp một cơ đốc nhân có sức mạnh, thì trong tình huống đó, hãy để mười không không con quỷ chống lại anh ta và sức mạnh đó. Ví dụ, khi một tín đồ có sức mạnh chống lại sự tà dâm ma quỷ sẽ triển khai 10.000 con quỷ hành động để khiến tín đồ đó rơi vào tình trạng tà dâm. Bạn yêu quý, kẻ thù đã chuẩn bị sẵn 1.000 con quỷ để tấn công các tín đồ chính xác nơi họ yếu để đánh chìm họ ở nơi họ trở nên yếu hơn, và ma quỷ đã sẵn sàng và triển khai 10.000 con quỷ chống lại những tín đồ mạnh mẽ. Tổng cộng, kẻ thù đã triển khai 11.000 con quỷ để khiến một cơ đốc nhân rơi vào vòng tội lỗi. 1.000 sẽ tấn công khi tính đồ yếu và 10.000 sẽ tấn công khi tính đồ mạnh. Tôi hy vọng bạn có một ý tưởng về kho vũ khí được triển khai bởi ma quỷ chống lại các tín đồ. Trên thực tế, có một quy trình gồm 15 bước bởi những con quỷ này để khiến tín đồ rơi vào tội lỗi và trong trường hợp tín đồ đã rơi vào tội lỗi, những con quỷ này sẽ khởi động một quy trình khác gồm 15 bước để duy trì tín đồ trong tội lỗi. Đó là lý do tại sao David nói, kẻ thù của tôi nhiều hơn cả sợi tóc của đầu tôi. Thi 69 câu 4 có chép trong thi thiên 91 câu 7 rằng, một ngàn người có thể rơi xuống bên bạn và một vạn người ở bên hữu bạn, nhưng nó sẽ không đến gần bạn. Tôi chỉ hiểu đoạn văn này trong phòng học hình bầu dục của Lucifer. Tôi đang ở trong một không gian khác và kể từ khi tất cả những linh ảnh này xảy ra với tôi, sự hiểu biết của tôi về thế giới tâm linh và chiến tranh tâm linh đã thay đổi trong phân đoạn chúng ta vừa đọc này, Kinh Thánh nói rằng một nghìn sẽ rơi xuống bên bạn, tức là bên trái của bạn và mười nghìn sẽ rơi vào bên phải của bạn. Bên là bên trái đại diện cho bên yếu hơn hoặc điểm yếu của tín đồ và Lucifer đã cử một nghìn con quỷ tấn công điểm yếu của tín đồ và mười nghìn con quỷ tấn công bên phải của tín đồ, đó là sức mạnh của tín đồ. Cảm tạ Chúa có chép rằng, một ngàn có thể rơi bên cạnh ngươi và mười ngàn ở bên hữu ngươi, nhưng nó sẽ không đến gần ngươi. Kinh Thánh cho biết 1.000 sẽ gục ngã khi họ cố gắng chống lại sự yếu đuối của bạn và 10.000 sẽ gục ngã trước sức mạnh của bạn. Sau đó, ma quỷ nói với những người tham gia, hãy làm việc để những môn đồ của đấng khác, Chúa Giêsu, trở thành những kẻ thờ thần tượng, như có lời chép rằng, các ngươi sẽ không có thần nào khác trước ta. Suốt Egypto ký 20 câu 3 chúng ta đang đối mặt với những điểm yếu trong cơ đốc nhân và ma quỷ đang nỗ lực để duy trì sự yếu kém đó trong đời sống của những người tin Chúa. Anh muốn sự yếu đuối đó tồn tại mãi mãi trong đời sống cơ đốc nhân vì đó là bản chất của anh. Nó được viết, bạn sẽ không có các vị thần khác trước mặt ta. Ma quỷ nói với các quỷ rằng, hãy để sự yếu đuối của các cơ đốc nhân trở thành thần tượng của họ khi họ bị chi phối bởi những tội lỗi cụ thể những thói quen và hành vi lặp đi lặp lại cụ thể. Ma quỷ nói, bất chấp những lời cầu nguyện và sự phát xít của họ, họ vẫn rơi vào những tội lỗi và thói quen xấu xa thông thường và khi họ bị chi phối và họ đang tự sướng trong những hành vi này, nó sẽ trở thành chúa của họ. Chúa giê xuất phán, hoàng tử của thế gian này sắp đến, nhưng chẳng có gì thuộc về nó trong ta. Bạn yêu quý, Điều tôi có thể đưa ra như một lời khuyên là khi bạn nhận thấy rằng một khuôn mẫu đang phát triển trong hành vi của bạn, tốt hơn là bạn nên làm gì đó với nó trước khi nó phát triển thành gốc rễ. Nếu không, nó sẽ khó khăn và nó sẽ trở thành một điểm yếu dai dẳng. 12. HTTPS 2.2-BIT.LI-3KM-0BO